Vân xin chào các em học sinh thân yêu. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau khám phá bài khoa học đầu tiên là bài sự sinh sản sách giáo khoa trang số 4 và số 5 nhé. Cô sẽ mời các bạn chơi một trò chơi có tên bé là con ai. Cách chơi như sau. Trên màn hình sẽ hiện ra ảnh của 4 em bé được đánh các số thứ tự từ 1 tới 4 và ảnh của bố hoặc mẹ các em. Nhiệm vụ của các con là trong 30 giây phải tìm đúng bố hoặc mẹ cho các em. Hết thời gian, bạn nào tìm được đúng cùng cặp bố mẹ với con thì bạn đó chiến thắng. Còn bạn nào hết thời gian mà chưa tìm đủ hoặc sai là người thua cuộc. Các con đã hiểu luật chơi chưa? Nào chúng mình bắt đầu chơi nhé. Đã hết thời gian, tất cả cùng quan sát đáp án trò chơi. Bé gái số 1 là con của mẹ số 3. Tiếp theo, bé số 2, bé trai số 3 và em bé cuối cùng. Những bạn nào đã tìm ra đáp án đúng như trên màn hình là chiến thắng. Bạn nào sai hoặc chậm thì cần chú ý hơn ở những lần chơi sau. Cô hỏi các bạn đã chiến thắng, con đã tìm cho bố mẹ các em bằng cách nào vậy? Có phải con thấy bé gái đầu tiên có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy, nụ cười tươi tắn giống cô ở hình số 3 đúng không? Còn bạn gái thứ hai thì thật là dễ nhận biết. Cô bé có làn da và mái tóc đặc trưng của người châu Phi giống hệt mẹ mình ở ảnh số 1. Và cậu bé xinh xắn với khuôn mặt vuông vắn, sống mũi cao, đôi mắt sâu, mái tóc xoăn thừa hưởng của người bố số 2 đấy. Còn cậu bé cuối cùng thì chắc chắn là con trai của bố thứ 4 rồi. So với ba bạn đầu thì bé cuối này có ít nét giống bố nhất. Chắc là bé có lai cả nét của mẹ mình. Các con ạ, có những bé có đặc điểm giống mẹ, bé thì giống bố. Có bé lại giống cả mẹ lẫn có nét của bố, hoặc giống một ai đó trong những người họ hàng gần gũi như ông bà hay cô dì chú bác. Vậy là qua trò chơi này, chúng ta thấy được rằng mỗi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và có đặc điểm giống với bố mẹ của mình. Kết thúc trò chơi thứ nhất, chúng ta sẽ đến thăm gia đình bạn Liên. Các con hãy quan sát thật kỹ và đọc những lời hội thoại của các nhân vật trong tranh sau. Tranh 1 có Liên và bố của bạn. Liên đang chỉ lên bức tường và hỏi bố mình. Đây là ảnh bố mẹ chụp khi nào mà không có con trong ảnh? Bố bạn trả lời rằng, đây là ảnh bố mẹ chụp hồi mới cưới nên chưa có con. Sau đó, bố Liên liền giải thích. Lúc đầu, gia đình ta chỉ có bố và mẹ, sau đó mới sinh ra con. Và ở tranh cuối cùng, mẹ đang trò chuyện với Liên. Trước khi ra đời, con cũng ở trong bụng mẹ như em bé bây giờ. Liên vui vẻ reo lên. Thích quá, sắp tới con sẽ có em. Sau khi thăm gia đình bạn Liên, cô mời chúng mình tham gia một bài trắc nghiệm nho nhỏ, xem chúng mình có nhớ gia đình Liên gồm những ai không. Cô lưu ý các con cần đọc và nghe kỹ câu hỏi cũng như các phương án trả lời, sau đó mới chọn một đáp án đúng nhất. Lớp mình đã hiểu cách làm bài chưa?
Câu hỏi thứ nhất, lúc đầu gia đình bạn Liên có những ai? A. Bố, mẹ và Liên. B. Chỉ có bố. C. Chỉ có mẹ. D. Bố và mẹ. Đã bạn nào tìm ra đáp án rồi? Lúc đầu gia đình Liên có bố và mẹ. Vậy ai chọn đáp án D là chính xác? Chúc mừng các con. Tiếp theo câu hỏi thứ hai. Hiện nay gia đình bạn Liên có những ai? A. Bố và mẹ. B. Bố mẹ và Liên. C. Ông bà bố và mẹ. D. Ông bà và Liên. Hiện nay gia đình có thêm Liên. Vậy là nhà bạn Liên có 3 người. Đáp án B là đúng. Câu hỏi cuối cùng. Sắp tới gia đình bạn Liên sẽ có thêm ai? A. Ông bà của Liên. B. Chị của Liên. C. Em của Liên. D. Anh của Liên. Mẹ đang mang thai và khi sinh bé ra thì đương nhiên đó là em của Liên. Có bạn nào tìm đúng cả 3 đáp án không? Chúc mừng con có trí nhớ rất tốt đấy. Thì các con có biết gia đình bạn Liên có mấy thế hệ? Gia đình có bố mẹ và con cái cùng chung sống giống như gia đình Liên thì gọi là gia đình có 2 thế hệ. Các con có biết nhờ đâu mà có các thế hệ trong gia đình không? Đó chính là nhờ sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau. Vậy là lớp mình vừa được đến thăm gia đình bạn Liên. Bây giờ đến lượt các con, hãy giới thiệu về gia đình của mình. Hiện nay gia đình bạn có những ai đang cùng chung sống? Cô gợi ý này. Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em trai, em gái, hoặc là những người thân khác như là chú, bác, cô, dì. Những gia đình bạn nào có 2 thế hệ cùng chung sống giống như nhà bạn Liên? Những gia đình có thêm ông bà chung sống, các con có biết gọi là gia đình mấy thế hệ không? Ông bà sinh ra bố mẹ sinh ra các con. Vậy đó chính là gia đình 3 thế hệ. Và các con ạ, nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau. Vậy là qua 3 hoạt động, cô đã giúp các con hiểu được ý nghĩa của sự sinh sản. Giờ cô muốn xem lại là các con nhớ bài đến đâu, thông qua yêu cầu sau nhé. Hãy chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu sau. Các con đọc thầm các câu nào. Và các từ cần điền vào chỗ chấm là các bạn suy nghĩ thật nhanh để tìm đáp án. Sau đó hãy cùng đối chiếu lên màn hình với kết quả của cô. Mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình. Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong gia đình, dòng họ được duy trì, kế tiếp nhau. Ai tìm được đáp án đúng giống cô, chứng tỏ là con đã nhớ được bài học ngày hôm nay rồi đấy. Sự sinh sản có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự duy trì nòi giống của con người. Thì có bạn nào đã từng thắc mắc là điều gì sẽ xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản không? Các con ạ, nếu tất cả mọi người trên thế giới này không có khả năng sinh sản, thì loài người sẽ bị diệt vong, xã hội sẽ không có sự phát triển. Còn nếu gia đình nào không có con cái,
Thì gia đình đó quả thật là rất thiệt thòi vì thiếu vắng đi niềm vui trẻ thơ, và khi cha mẹ về già thì không có người chăm sóc. Và đây chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình. Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau. Vậy là cô và các con đã tìm hiểu xong bài thứ nhất của môn khoa học, sự sinh sản. Sau bài học này, các con về nhà tìm hiểu thêm những người thân trong gia đình của mình, dòng họ của mình nhé. Ngoài ra, để chuẩn bị cho bài sau, các con nên xem trước bài 2, 3, nam hay nữ. Thân ái chào các con.